chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hoa hậu Thu Hoài được bạn trai cầu hôn Nhẫn Kim Cương hơn 2 tỷ đồng. Hoa hậu Thu Hoài hạnh phúc khi được bạn trai kém tuổi cầu hôn tại Mỹ, với sự chứng kiến của nhiều bạn bè thân thiết và các con. Bạn trai kém 10 tuổi đã tạo sự bất ngờ cho Thu Hoài khi lên núi để cầu hôn bạn gái với chiếc nhẫn kim cương khủng sau hơn 4 năm quen biết nhau. Người đẹp hạnh phúc khi được bạn trai kém tuổi giành điều bất ngờ. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài đã đổi ảnh đại diện cùng bạn trai kém tuổi. Trong hình, cô xúc động khi thấy đối phương quỳ gối tặng nhẫn kim cương và cầu hôn cô giữa trời Tây. Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân và bạn trai. Sau nhiều năm hẹn hò, cuối cùng cô cũng gật đầu và nhận lời đồng ý với người yêu. Hình ảnh doanh nhân Trí Tống quỳ gối trước mặt Hoa hậu Thu Hoài. Người đẹp hạnh phúc khoe chiếc nhẫn kim cương hoành tráng tại ngón áp út. Bà mẹ ba con chia sẻ, tôi đứng hình trong vòng một phút. Tôi không ngờ anh rất chu đáo khi chuẩn bị cả team quay phim chụp ảnh từ Việt Nam sang tận đây. Anh hẹn gần 20 người bạn từ thời trung học đến đại học của anh đến chứng kiến khoảnh khắc này. Nhưng câu chuyện này anh có bàn với các con, nhưng không cho mình biết, các con cũng rất ủng hộ. Vừa sang đây, anh có rủ mọi người 5 giờ sáng đi leo núi. Mình bảo trời có bị sao không, lạnh vậy 5 giờ đi leo núi. Không ngờ đây là kế hoạch của anh làm để mình bất ngờ. Lúc anh quỳ gối và khóc, tôi cứ chăm chú. Tôi ngỡ ngàng không tin đây là sự thật, cũng không nghĩ nhanh như thế. Tôi hoàn toàn không ngờ anh đã cố gắng đến như vậy. Các con tôi rất thương anh nên luôn ủng hộ tôi và anh. Khi được hỏi về kế hoạch đám cưới, cô xin phép chưa chia sẻ thời điểm này, lúc nào chính xác sẽ báo. Các con của Thu Hoài và hơn 20 người bạn của Trí Tống đều có mặt chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa này. Cận cảnh chiếc nhẫn kim cương khủng được Trí Tống mua giá hơn 2 tỷ đồng để cầu hôn bạn gái. Sau việc gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu Thu Hoài khi được bạn trai kém tuổi cầu hôn, trên trang cá nhân, người đẹp đã đổi sang trạng thái đính hôn. Để đánh dấu cột mốc quan trọng và ý nghĩa, nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc đến Hoa hậu Thu Hoài. Vợ chồng Trấn Thành, Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ, Trịnh Tú Trung, vợ chồng Hồ Hạnh Nhi, MC Nguyên Khang, Hà Anh đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cô. Đến thời điểm hiện tại, khi tình yêu đủ lớn và họ tiến đến cuộc hôn nhân sau thời gian hẹn hò, dù Hoa hậu Thu Hoài đã có con, nhưng Trí Tống, bạn trai cô vẫn yêu thương và xem như con ruột. Cặp đôi hiện đang sống chung một nhà như vợ chồng hợp pháp. Được biết, anh sinh năm 1986 là doanh nhân và cũng có thường xuyên tháp tùng cô đến sự kiện. Trong ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau hồi tháng 10, 2018, Thu Hoài cũng dành những lời có cánh cho bạn trai Việt Kiều. Anh là người đàn ông tình cảm, sống không màng lợi danh. Hắn là thế, đôi khi hay làm vai trò ngốc nghếch, sống tình cảm với anh em bạn bè, siêng năng cần cù và không màng lợi danh. Hắn hay bảo mình già hơn từ khi quen tôi vì cuộc sống tôi phức tạp và stress nhiều quá. Trước những thay đổi đó, hắn không ngừng cố gắng, học cách sánh bước cùng để tiến đến bến bờ hạnh phúc cùng nhau. Thật hạnh phúc cho ai được làm bạn bè anh em, người yêu của hắn. Cô nhắn đến bạn trai.